Hi, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Điệp Nhà Quê nhé. Hôm nay thì Điệp đang có mặt ở Đài Loan đó mọi người. Qua được 4-5 ngày rồi. Nhưng mà cũng hôm bữa giờ đi làm chưa kịp quay cái gì ở Đài Loan cho mọi người xem. Thì hôm nay Điệp sẽ review cái ký túc xá của người Việt ở Đài Loan xem để cho mọi người xem nhé. Đặc biệt là những người mới mà sắp sang á, để xem là như thế nào để mình qua đây mình khỏi bỡ ngỡ nha mọi người. Mọi người cùng với Điệp nha, let's go. Đầu tiên thì Điệp sẽ quay cái con đường vào chỗ ký túc xá của nhà Điệp ấy. Thì con đường này hai bên người ta trồng cây cảnh, người ta để cây cảnh rất là nhiều. Gặp Việt Nam để ngoài đường như vậy là bứng rồi đấy. Rồi, đây là cái ký túc xá vào chỗ Điệp nha. Hôm nay thì có một cái xe ô tô họ để trước cửa nhà ấy. Đây mọi người, đây là cái nhà 3 tầng ấy, nhà 3 tầng, ký túc xá 3 tầng nha mọi người. Đây là cái ký túc xá 3 tầng, đây trước người ta để xe máy nè mọi người. Rồi ok, review cho mọi người xem nha. Đây, hai bên người ta để xe máy, người ta để xe máy này. Và người ta cũng không cần rút chìa khóa luôn, bởi vì ở đấy rất là an toàn cho nên là chẳng ai để ý đến cái việc mà mất cắp mất trộm ấy. Giờ mình quay vào bên trong nha mọi người. Đây, đây là phòng khách, phòng này để anh em là gọi là ngồi chơi nha mọi người. Có thằng em đang ngồi đây. Hello em, chào mọi người đi em. Hello. Đây, đây đi vào đầu tiên thì mình đi vào gian bếp cho mọi người xem nhá. Khoan, quay đây là cái phòng ấy, phòng ngủ. Đây là mọi người đã làm, người cũ làm ở đây. Đây là phòng tắm nha mọi người. Ok chưa? Tiếp tục quay phòng bếp cho mọi người xem nha. Đây là cái gian bếp này. Bên này một gian bếp, còn bên này còn một gian nữa này. Đây, bên này một gian này. Bên này dãy khác một gian này. Gian bếp thì ai muốn nấu thì tự nấu, mỗi người một gian. Đây, nồi điện này. Đây là hai tổ ăn thì hai nồi điện. Cái nồi điện này là Điệp với thằng em vừa sắm hôm trước. Vừa sắm hôm trước để nấu ăn đó mọi người. Đây là con nóng lạnh nhá. Nóng lạnh 24/24 nhá. Nóng lạnh rồi thường. Nóng lạnh, còn cái cục này là cục gì đó? Cái cục này là cục gì, hình như là cục nóng lạnh hay sao á. Đây này, quay xa cho mọi người xem đây, cái cục nóng lạnh này. Nói chung là đầy đủ luôn nha mọi người. Đây là cái khu, đây là cái chỗ nấu ăn này. Nói chung Điệp với thằng em vừa mới nấu xong chuẩn bị ăn. Đây, thịt bò xào với thằng em nó nấu ấy, chứ Điệp nấu không ngon đâu. Thịt bò xào với tôm. Bên này là rau muống xào. Cái thằng em này nó xào ngon lắm. Thằng em người Diễn Châu thì hai bên anh em là đi từ Việt Nam sang và ở, làm cùng công ty và ở chung một dãy trọ. Đây là khu để gia vị đây là của người khác, còn phía dưới này là của mình. Phía dưới này là của mình ấy. Có máy hút hút khói đàng hoàng nha mọi người. Đây. Máy hút khói, bếp ga. Chỗ rửa. Này nọ ha. Đầy đủ ha. Đây là cái căn bếp bên này. Đấy là cái tủ lạnh mà ký túc xá cái gì nhỉ? Phải nói là giảm độc cấp cho đấy. Cấp cho ký túc xá này để anh em xây chúng ấy mọi người. Thì thịt cả thịt tha để đấy. Thịt tha, rau củ quả đều để đấy hết. Đây. Đây là nhiều người, để của nhiều người không phải của một người đâu. Là về là cứ để đây rồi để chúng hết. Ok chưa? Rau củ quả này. Rồi giờ review lên trên tầng cho mọi người xem nha. Tiếp tục review lên trên tầng cho mọi người xem, lên cầu thang đó. Giờ lên cầu thang tầng 2. Đây, đây là cái phòng của Điệp nha mọi người. Đây là cái phòng của Điệp này. Đấy,
thằng em đang ngồi trên nằm chơi này. Phòng này cũng khá nhỏ, nó cũng không được gọi là to lắm. Đây là cái chỗ mà gọi là nấu ăn ấy, à không phải, quên, chỗ để giặt đồ ấy, đây này, có thể giặt đấy, à cũng có thể giặt đây, à và Điệp nói sơ lược cái máy giặt này hay lắm này, khi qua là không biết xài cái này đâu. Máy giặt nó có hai ngăn, một ngăn là giặt, một ngăn này là giặt này, đấy, còn một ngăn này là vắt này, bỏ vào là vắt này, nhưng mà cái máy giặt này họ giặt xong không biết cái lồng giặt nó quăng đâu, vẫn giặt ok này, thì sang không biết giặt như thế nào đâu, đấy, nhìn cái máy giặt giống như kiểu mà cái tủ kem ở quê mình ấy, ở quê ấy, giống như kiểu cái tủ kem Asanjo ấy. Rồi tiếp tục quay lên trên cái tầng thường gọi là tầng gì nhỉ, gọi là phơi đồ ấy, phơi đồ với cái chỗ gọi là anh em hàn huyền tâm sự ấy. Đây, cái chỗ này là cái chỗ để phơi đồ nha mọi người. Đây, chỗ này là chỗ phơi đồ đấy. Đây, chỗ phơi đồ. Rồi cái chỗ này là chỗ anh em ngồi nói chuyện này nọ ban đêm ấy, ban đêm. Đấy, rảnh rảnh lên đây ngồi chơi nha, có điêu cày luôn nha mọi người. Đấy, ở bên này vẫn có thuốc lào nha. Thuốc lào, thuốc lá Thăng Long nha. Điêu cày nha. Đây, đấy, hôm nay là chủ nhật cho nên là mọi người ở nhà hết. Nói chung có một số người đi làm. Đây. Được cái bên này thì ông chủ ông quý người lắm. Ông chủ ông chủ nhật nhiều người thì có một số người thì ông chủ sắp xếp cho công việc để chủ nhật đi làm. Hello anh Quang. Hello, chào. Đây, đây là cái bồn nước. Rồi ok. Điệp chỉ quay sơ cái ký túc xá như vậy thôi, để cho mọi người xem thôi. Bữa nào mọi người mà có thích xem cái gì ở Đài Loan nữa thì mọi người có thể để lại comment ở phía bên dưới nha, để Điệp review cho mọi người xem nha. Ok, xin chào cả nhà.